cuisine. Oh, it's like a fiend. Keep you good looking, but you don't know what you're cooking. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Ho, ho. Xin kính chào quý vị. Khi mà quý vị thấy Thùy Nga, Xuân Phương và Thanh Thanh mặc ba màu áo như vậy, không biết quý vị có đoán là chúng tôi đang ở festival của quốc gia nào hay không? Mà nếu mà quý vị hay xem football mà trong cái mùa World Cup đó, là báo đáo quý vị là nhất là mấy anh đó chuyên môn là coi đá banh là dòm thấy cái này là biết liền. Thì chúng ta đang ở ngay một cái festival của Ý. Và kính thưa quý vị, thì năm nay cái festival của Ý cũng tổ chức ở tại downtown của Houston. Và đây là lần thứ, nếu Xuân Phương không làm, 33. Lần thứ 33 rồi, và họ càng ngày càng mở rộng ra, càng lớn hơn. Thì nếu có dịp thì năm tới quý vị nhớ để ý, cũng vào khoảng giữa tháng 10 này thì họ tổ chức hàng năm cái festival của Ý Đại Lợi ở ngay tại downtown Houston của chúng ta. Và chúng tôi đang ngồi trước cái cửa của University of St. Thomas, quý vị, là một cái trường đại học ở trong downtown. Vé đã mua rồi. Đúng rồi. Kỳ rồi thì mình đã đi Greek Festival cũng tại trong cái khu viên của trường đại học St. Thomas. Và bây giờ thì hôm nay lại là Italy, đúng không? Yeah. Thì Lan Thanh đã nói rồi, đó là tháng 10 là tháng ăn chơi, đúng không? Mà ăn chơi ở đây là toàn là châu Âu, quý vị, vừa rồi thì là cũng Hy Lạp. Bây giờ thì là Ý, nhưng mà mình cũng cảm thấy ngạc nhiên là cả hai quốc gia này là đang trong tình trạng khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng kinh tế, đúng không? Suy thoái, đúng không? Và như quý vị thấy là chúng tôi cũng đang mặc một cái những cái màu lá của màu lá cờ của Ý, đây là đỏ, trắng và xanh. Ngược lại, xanh trắng, đỏ. Vâng, thôi giờ chúng ta đi vô nha. Đúng rồi. Rồi, xin mời quý vị. Hey, Chad, you don't have to go to the school. Choose to make it with a beat to bambino. It's like a bean. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking. Do you hate mambo? Mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, ho ho ho, mixed up with Siciliano, hey lo quesadilla, you get a happy in the pizza when you mambo Italiano. Tiếp có một cái nữa là Ý họ pasta, họ có cái món pasta rất là tuyệt vời, như đây là pasta, nhưng mà cái này rất là lạ. Pasta thì nhiều loại lắm. Đây là dầu olive extra virgin. Không biết olive Hy Lạp với olive Ý cái nào ngon hơn. Bữa nào phải thử. To go to the school, choose to make it with a beat to bambino. It's like a bean. Cái này cũng lạ nè Phương. Vâng, cái này là hình như là vẽ trên cái gì, nghệ thuật vẽ trên mặt đường. Và sẽ là có một cái cuộc thi quý vị, vào một chút nữa thì những người judge, những người chấm điểm, họ sẽ đến và chọn coi người nào là có cái hình ảnh vẽ đẹp nhất. Và như họ vẽ họ chỉ bằng phấn thôi. Đúng chỉ, rồi. Phấn đủ màu rồi họ vẽ trên cái pavement này thôi. Cái này nhớ lúc mà nhỏ hay vẽ cò cò nhảy mà. Thôi chắc mình đi rồi. Bây giờ bắt đầu mình coi tiếp coi những người này họ đang vẽ có những cái fantasy như thế nào ha. Có nghĩa là hình như phải vẽ một cái gì, cái nét của nước Ý. Đúng rồi. Mà không biết là quý vị thấy là cái lá cờ này giống như ba màu áo của Phương Thanh Nga không? Vậy là Thanh Thanh biết rồi, đây là tức là họ đại diện cho một cái lớp nào đó. Đó là một người đại diện cho một cái lớp. Họ mới tới đây, họ tham dự và họ vẽ. Hey Chadnoos, you don't have to go to the school. Choose to make it with a beat to bambino. It's like a bean. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Ho, ho, ho. Mixed up with Siciliano. Hey, lo que
piece of pizza. You get happy in the pizza when your mambo Italiano. À, Phương ơi, Thị Nga cần mua một chiếc xe. Xin tặng Thị Nga. Xe Ý đàng hoàng. À, cái màu này được á. Thôi chứ hồi chắc mình khỏi đi xe bus về ha. Mình lấy xe này chở. Ừ, nhưng mà trước khi mà lấy đó thì Nga nhớ ra mua ticket để dự thi trúng xổ số nha. Chưa mua. Cái line này rất là dài. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì đây là cái line xếp hàng để mà mua kem. Thì quý vị biết là Ý là rất nổi tiếng về kem, người mà thường gọi là gelato. Thường thường họ ở đây họ tổ chức tới 3 ngày là phải không? Đúng rồi. Thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Mà nếu mà quý vị next time mà năm tới mà quý vị có biết được cái hội festival của người Ý thì quý vị có thể đến đường St. Thomas để mà dẫn gia đình được chơi. Vâng, và kính thưa quý vị, bây giờ cái hàng đã bắt đầu di chuyển, mình phải di chuyển theo. Là sau khi mà chúng tôi vừa được thưởng thức anh ca sĩ trên sân khấu hát thì đã mua một cái loại kem của Ý này để ngồi thưởng thức, vừa coi ca nhạc mà vừa ăn vừa uống. Uống cà phê. Đối với Thanh Thanh ăn á là Thanh Thanh cảm thấy là cái kem rất là ngon, bởi vì khi mà mình bỏ vào miệng mình thấy nó rất là mịn. Cái đó là cái loại kem mà kinh nghiệm ăn á, là nếu mà cái kem mà nó mịn á là cái kem nó ngon. Cái này kinh nghiệm ăn kem đó các thầy nha. To go to the school, choose to make it with a pizza bambino. It's like a bean. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking. Hey, mambo Italiano. Hey, mambo Italiano. Ho, ho, ho. Mixed up a Siciliano. Hey, look, it's a DJ. You get happy in the pizza when you mambo Italiano. Dạ, thì Nga ready quá nha. Mình nói xong, 1, 2, 3. Vô. Kéo lên, kéo lên. Nó phải quấn vậy đó. Cái này hình như có đã cắt ra rồi, đó là quấn được. Rồi, bây giờ cụm cái đi, cụm cái đi. Vô. Festival như vậy mà cũng rất là ngon lắm. Phải nói như vậy nè, rất là vừa ăn. Phải nói như vậy nè, nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó mặn mặn.
Yeah.